Kính thưa quý vị, trong phần 2 chúng tôi muốn nói đến một số những người phụ nữ mà đã có ảnh hưởng đến không phải cái đời sống gọi là vật chất của chúng ta, mà Xuân Phương cho rằng họ đã có ảnh hưởng rất nhiều đối với cái đầu óc về tinh thần, bởi vì qua cái cuộc sống của họ, qua những cái hành xử của họ mà phải làm cho chúng ta suy nghĩ lại, để ngẫm lại chính cái bản thân của mình. Một trong những cái người phụ nữ mà Phương Thanh Nga thấy đã được nói, thế giới nói đến nhiều, và cái cuộc sống của bà, Xuân Phương cho rằng đó là một cái gương để mà chúng ta nhìn theo đó, mà có thể giúp cho chính cái cuộc sống của chúng ta. Xuân Phương muốn nói đến bà Aung San Suu Kyi, là một người phụ nữ dáng người rất là mảnh khảnh, nhìn thấy như là rất là ốm yếu, nhưng mà cái nghị lực, cái tinh thần của bà nó rất là mạnh. Bao nhiêu năm trời bà vẫn giữ vững được cái nghị lực, vẫn giữ vững được cái tinh thần đó. Chỉ một người phụ nữ đó thôi mà đã có thể tạo được một cái sự gọi là thay đổi, một cái ảnh hưởng rất là lớn cho cả một cái quốc gia. Dạ vâng, thì kính thưa quý vị, như quý vị cũng biết là bà Aung San Suu Kyi là người Miến Điện. Thì người Miến Điện là một người dân gốc Á Châu đúng không? Đúng, thì coi như là mình cảm thấy mình cũng có một chút gần đúng vậy không? Vậy hả? Cái này là những họ hàng. Nhưng mà tại vì thì nghe nói là tại vì bà thì Á Châu thì có những cái thân hình nhỏ nhắn, ốm yếu, nhưng mà thấy cái nghị lực của bà rất là mạnh mẽ đúng không? Chứ không phải giống như thí dụ như bà Hillary Clinton đi. Ông người thì nhìn rất là, không thấy không? Ngầu, rất là nhìn thấy ra thấy nó mạnh rồi. Đúng không? Mạnh mẽ đúng không? Nhưng mà đối với bà Aung San Suu Kyi thì Nga thấy là bà nhưng mà mảnh khảnh, nhưng mà rất nhìn có dáng vẻ rất là bình dị, mà trong khi đó thì bà đã bị quản thúc tại gia cả 20 mấy năm, 21 năm. Mà bây giờ nhìn vẫn người dân rất là ủng hộ bà đúng không? Mà Xuân Phương cho rằng bởi vì cái người phụ nữ bà Aung San Suu Kyi, bà dùng cái điểm mạnh của người phụ nữ để mà đem ra để mà chiến đấu chống lại những cái bạo lực, những cái đó là cái điều mà Xuân Phương thấy một cái điều rất là hay. Vâng, mà nói đến bà Aung San Suu Kyi đó thì ngoài cái chuyện có lẽ chúng ta nói một chút về cái vấn đề bên gia đình, thì như hồi nãy Thanh nói thì bà cũng là đi theo cái truyền thống của gia đình. Cha của bà là ông Aung San, là một người hiện giờ là dân tộc Miến Điện coi ông ta là một người anh hùng, vì ông ta đã giành được lại cái sự độc lập cho Miến Điện từ Anh Quốc vào năm 1947. Và bà ta có đủ cái nghị lực để mà chiến đấu trong hơn 20 năm qua đó, thì Xuân Phương nghĩ bà cũng được cái sự giúp đỡ của gia đình, từ anh em, chồng và ngay cả hai người con trai. Thì bà đã hy sinh, gọi là không gặp lại được chồng và con từ khi mà bị quản thúc tại gia ở bên Miến Điện. Và chính phủ Miến Điện lúc đó muốn bà ta đi về, khi mà người chồng bị bệnh đó, thì chính phủ Miến Điện nhất vào năm 1995 không cho người chồng vào Miến Điện nữa, và suối là thúc giục bà Aung San Suu Kyi hãy đi về Anh để mà gặp chồng. Thì bà Aung San Suu Kyi biết rằng nếu bà rời khỏi Miến Điện thì sẽ không bao giờ được trở lại, thì như vậy thì cái cuộc tranh đấu của bà coi như sẽ bị thất bại. Thì giữa hai cái nặng, một bên là gia đình, một bên là cái cuộc mà tranh đấu cho dân chủ, cho dân tộc, thì bà ta đã chọn cái con đường tranh đấu gian nan và hy sinh. Xuân Phương nghĩ một cái hy sinh rất là lớn đối với một người phụ nữ, khi mà chấp nhận là không nhìn thấy, không biết là mình có được còn thấy chồng với con nữa hay không. Coi như là ông chồng, mà chồng của bà là một người Anh phải không, thì ông lúc đó ông bị bệnh ung thư, cho nên là lúc đó ông khoảng chừng 50 mấy tuổi thôi, 53 tuổi thôi. Khi mà như Xuân Phương nói nãy đó, thì không, bà không được nhìn thấy ông chồng lúc đó, xong qua đời lúc ở tuổi 50 mấy, luôn cũng còn trẻ đúng không? Đúng, rất là trẻ. Thì một thời gian tới giờ là bà đã bao nhiêu, 66 tuổi rồi. Nói biết là đã có một bộ phim nói về bà, do nghệ sĩ là
Michelle Yeoh đã đóng cái vai của bà đó, thì có một cái cuốn phim nói về cái đời sống của bà từ khi mà bà bị tranh đấu từ lúc nhỏ cho tới mà lúc bà bị quản thúc tại gia, rồi sau đó cũng như cả một cái gọi là cái quá trình tranh đấu của bà. Cũng chính vì cái bộ phim đó đó mà cũng làm khó khăn cho cô Michelle Yeoh. Đúng rồi. Tức là quý vị cũng cảm thấy được là cái sự ảnh hưởng rất là lớn của bà Aung San Suu Kyi. Tức là một cái sự đe dọa đối với Miến Điện, cho nên là cũng tạo ra rất là khó khăn cho đoàn làm phim khi mà họ tới để mà họ quay và cũng như là phóng sự, và cũng như là cũng gặp khó khăn khi mà trình chiếu. Như vậy là hồi nãy giờ là mình học được một cái gương gọi là hy sinh thời gian với gia đình để mà phục vụ cho đài đó. Cái đó là cái đó đức tính của người phụ nữ Việt Nam. Vâng, hồi nãy Thùy Nga nhắc tới bà Hillary Clinton đó, thì bây giờ Xuân Phương muốn hỏi là Thùy Nga có biết gì về bà Hillary Clinton không? Nhất là những cái chi tiết đời tư đó. Coi như đó, hồi nãy mình nói về bà Aung San Suu Kyi, một người phụ nữ mảnh mai, gọi là nhìn là thấy cũng dễ thương đó. Mà Thùy Nga thấy bà Hillary Clinton là một người phụ nữ gọi là phải gọi là nữ cường nhân. Nữ cường nhân, chữ này mới lạ. Tại vì thấy bà rất là một, tính cách của bà nhìn cũng thấy là bà một rất là một người rất là mạnh mẽ, đúng không? Mà có cái vụ mà handle nổi cái vụ mà lúc mà ông chồng của bà là cựu tổng thống Bill Clinton đó, mà có gọi là có sự gọi là scandal gọi là scandal với lại Lewinsky đó, quý vị thì thấy là smooth phải không? Là rất là điềm đạm, rất là bình tĩnh. Nó được nghe nhiều người nói là ông Bill Clinton này được làm tổng thống là nhờ vào vợ rất là nhiều. Cũng giống như là mình hay nói cái câu đằng sau người đàn ông thành công là có người phụ nữ, đúng không? Rất là giỏi. Cho nên là theo như Xuân Phương với Thị Nga nghĩ, cái điều đó có đúng không? Xuân Phương cho rằng cho dù là người đàn bà đứng phía sau người đàn ông hay người đàn ông đứng phía sau người đàn bà, thì cái sự hỗ trợ tinh thần đó nó vẫn cần thiết. Thí dụ như hồi nãy mình nói bà Aung San Suu Kyi thì là người chồng đứng phía sau để hỗ trợ tinh thần, đúng không? Thì cái trường hợp nào cũng vậy, khi đã là hai vợ chồng thì Xuân Phương nghĩ cái hỗ trợ tinh thần luôn luôn phải cần thiết. Nhưng mà thì Nga không biết hỗ trợ tinh thần sao mà ông có dàn chiếu với người Lewinsky. Chị ta hỗ trợ tinh thần thôi, chứ ta hỗ trợ những cái khác. Đúng không? Người ta Xuân Phương chỉ nói là tinh thần, đúng. Mà Thanh Thanh cảm thấy là những người phụ nữ mà khi họ dấn thân vào trong cái chính trị, Thanh Thanh cảm thấy họ rất là có cái kiên trì và họ rất là mạnh về cái tinh thần của họ, về cái đầu óc của họ. Chứ nếu mà Thanh Thanh nghĩ một người yếu đuối bình thường, ngay cả khi mà thí dụ như một người nổi tiếng đi chăng nữa, khi mà mình biết được chồng mình ngoại tình mà bằng chứng rõ ràng như vậy, thì Thanh Thanh nghĩ nếu một người mà yếu đuối thì sẽ có chuyện rồi. Còn huống hồ chi cái chuyện này coi như là tan hoang ra, đã lên truyền hình, truyền thanh, báo chí đầy đủ hết và có cả bằng chứng. Nhưng mà bà rất là điềm đạm, Thanh Thanh cảm thấy bà không có react, tức là bà không có một cái sự gì phản ứng cả. Thực sự đó, thì những cái gì bà viết trong cuốn sách đó, thì mình cũng chưa dám chắc là thực sự bà nói ra đâu. Bởi vì đôi lúc có những cái chuyện mà mình không, nó cái vấn đề này nó rất là riêng tư, đôi lúc mình cũng không muốn nói ra. Mà nói về cái người mà có cái khả năng, cái khiếu mà gọi là moi móc những cái gì trong suy nghĩ của những người mà nổi tiếng đó, thì theo Thanh Thanh với Thùy Nga chọn ai? Không, nếu mà Thanh Phương nói về những người đàn bà ngày hôm nay đó, thì coi như cái bà đó cũng có thể dính líu với chúng ta ha. nói chơi với quý vị vậy thôi, chứ thì theo Thùy Nga biết, một cái người mà nổi tiếng mà chắc là quý vị nếu mà coi TV nhiều thì cũng sẽ biết, đó là bà Oprah Winfrey, một người Mỹ gốc Phi Châu, đúng không? Đúng rồi. Thì theo Thùy Nga thấy là bà là từ một cái người mà hồi nhỏ, là lúc nhỏ, là lúc bà hình như là mới có mười mấy tuổi thôi, thì bà đã có, gọi là bị hiếp dâm, rồi sau đó có sanh con ra nhưng mà đứa con cũng chết, rồi mà từ nói kia bà vươn lên từ một cái sự nghèo khổ cho đến khi bây giờ bà trở thành gọi là tỷ phú rồi, biết bao mấy triệu người coi cái chương trình của bà, mà bà chẳng những bà có nào là cả tổng thống, cả những cái người nổi tiếng, tỷ phú hay là những cái gì đó đều được mời vào cái show của bà. Mà khi mà mình mời họ tới,
Tức là cái bà đó, bà phải có một cái sức ảnh hưởng rất là lớn đối với thế giới, cho nên họ cần phải tới để mà nói chuyện với bà. Ngay cả vừa rồi ông Bill Clinton mà cái vụ mà scandal này, bà cũng đã từng phỏng vấn ông Bill Clinton. Và Xuân Phương nghĩ không phải chỉ đó không, mà qua những cái hoạt động mà từ thiện của bà cũng là một cái điểm để mà thu hút. Đúng rồi, thì bà có một mở một cái trường cho những cái em mà bên toàn cho những cái em Phi Châu bên đó, mà những cái em nào nghèo khó đó, thì bà đã xây ra được một cái trường đó. Và còn ngoài ra đó thì bà còn có nào là không phải chỉ TV không. Đúng. Bà còn có radio, và ngoài ra đó bà cũng là một cái người nhà sản xuất tài ba, đúng không? Cho nên không phải vì bà giàu mà Thùy Nga nói là bà hay, bà đúng, giỏi, nhưng mà cái làm sao bà trở thành được một cái người ngày hôm nay, là tại sao bà lại ảnh hưởng đến nhiều người trên thế giới như vậy? Tức là khi mà cái thiên tai xảy ra đó, là khi nào chúng ta cũng nhìn thấy cái hình ảnh bà đích thân bà đến nơi của cái chỗ mà bị thiên tai để mà bà giúp đỡ, không những giúp đỡ về tiền bạc thôi mà còn cả về tinh thần. Bà không sanh ra không có bị rất nhiều cái bất lợi, nhưng mà vượt qua hết những cái rào cản đó để mà trở thành một người như hôm nay. Không phải vấn đề là một người tỷ phú, không phải vấn đề tiền không, mà tạo được cái ảnh hưởng. Bà không đâu phải là người giàu nhất thế giới, nhưng mà Xuân Phương chắc chắn rằng cái ảnh hưởng của bà lớn hơn rất nhiều so với cái ảnh hưởng của cái người giàu nhất thế giới hiện nay. Bà là một trong những số ít mà người tỷ phú mà là người da đen. Bà mình hình có như phải là người phụ nữ da đen tỷ phú đầu tiên. Nhưng mà bà cũng là người mà gọi là da đen mà cho charity nhiều nhất. Thôi, bây giờ nói tới charity á, thì có một người cũng làm charity mà quý vị mà thì rất là gọi là thích cái người phụ nữ này, vừa về sắc đẹp, vừa cái tấm lòng thương những cái người mà nghèo khó, và rất thích làm từ thiện. Đó chính là Princess Diana, có nghĩa là công chúa của Anh Quốc. Vậy là cũng có một cái cuộc sống rất là sóng gió. Sóng gió. Thì hình như là được biết á, thì công nương Diana, bà cũng sinh trong một gia đình gọi là quý tộc. Và khi mà lấy hoàng tử Charles, và bà cũng sinh được hai đứa con đó, như quý vị biết bây giờ là hoàng tử William và Harry. Nhưng mà cuộc đời của bà cũng ba chìm bảy nổi lắm quý vị. Cái này gọi không là hồng nhan bạc phận. Hồng nhan bạc phận, đúng, mình phải nói. Nhưng mà Xuân Phương thấy nếu chúng ta nhìn cuộc đời của bà thì Xuân Phương không cho rằng nó là negative như vậy. Bởi vì như hồi nãy Thùy Nga nói, bà cũng đã có những cái làm những cái công việc từ thiện, và đã có nhờ cái tấm lòng của bà mà đã có rất nhiều cái cuộc đời đã được cứu, nhiều cái cuộc đời đã đỡ khổ hơn. Thì Xuân Phương cho đó là một cái điều mà cho dù là bà ra đi, nhưng mà cái di sản bà để lại đó nó rất là lớn. Và bây giờ hai người con của bà vẫn tiếp tục cái di sản đó của mẹ của mình. Mà tại sao bà có cái ảnh hưởng nhiều đến thế giới như vậy? Là thứ nhất là Thùy Nga thấy đó, theo Thùy Nga thấy là trước hết là cái vẻ đẹp của bà. Đúng. Thần tượng của Thùy Nga. Thần tượng của Thùy Nga. Vẻ đẹp của bà nè ha. Rồi cái cách bà ăn mặc, cũng ảnh hưởng rất nhiều đến phụ nữ trên thế giới này, đúng không? Đúng, thời trang. Thời trang, cái mái tóc không đó, thì Thùy Nga cũng thấy rất là nhiều người phải bắt chước theo cái kiểu tóc của bà. Và rồi ngoài ra là còn những cái mà ngăn chặn những cái mà mìn mà ở bên Phi Châu đó, thì bà muốn gỡ những cái mìn nó ra để mà người ta không bị đi dẫm đạp phải mà chết. Và cái nhìn như là cái ánh mắt của bà đó. Đúng. Cái ánh mắt bà nhìn đó, mà bây giờ thì Nga liên tưởng tới cái ánh mắt của hoàng tử William, cũng có một cái nét gì đó của công nương Diana, đúng không? Vâng, và kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình Góc Tím của Phương Thanh Nga. Và kính thưa quý vị, cái chương trình Góc Tím ngày hôm nay là chúng tôi đặc biệt nói về những người phụ nữ trong cái tháng 3 này đó. Cho nên bây giờ mình nói tóm lại thì người phụ nữ, chúng ta cũng là phụ nữ, chúng ta phải làm sao? Dùng vậy đó. Dùng vậy làm gì? Dùng vậy phải kiếm đồ để phát minh. Và giờ đây thì chương trình đã hết giờ rồi. Thì Thanh Thanh xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Góc Tím cùng với Phương Thanh Nga. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.